khổ một đời nếu kết giao với năm kiểu người này. Quý vị thân mến, người xưa có câu, ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè. Ý nói tầm quan trọng của việc kết giao bạn bè. Bạn bè là những người có ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tính cách và cuộc sống của chúng ta. Sẽ thật may mắn nếu được ở bên những người bạn tốt. Họ sẽ trở thành điểm tựa và động lực để chúng ta nỗ lực hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Nhưng trên thực tế, có những người bạn chúng ta cần phải thận trọng khi kết giao. Bởi nếu không, sớm muộn gì bạn cũng dễ bị những ảnh hưởng tiêu cực không nên có từ họ. Chọn bạn kỳ thực chính là chọn vận mệnh cho chính mình. Sau đây là 5 kiểu người chúng ta tuyệt đối nên tránh khi kết giao, kẻo khổ cả một đời. 1. Người không coi trọng tình thân. Tục ngữ có câu, tiểu tiết thấy nhân phẩm, việc nhỏ thấy nhân tâm. Để phán đoán một người có tốt hay không, chỉ cần nhìn thái độ của người đó đối đãi với người nhà ra sao là có thể nhìn ra phẩm chất của họ. Bởi trước mặt người nhà, họ sẽ tháo bỏ tất cả mặt nạ ngụy trang thể hiện bản chất chân thực nhất của mình. Những kẻ sĩ diện thích lấy lòng người ngoài để được tán thưởng thường không cư xử tốt với những người thân xung quanh họ. Năng lượng tích cực họ đã sử dụng hết với người ngoài, còn khi đối mặt với người nhà, họ chỉ có năng lượng tiêu cực và bản tính cục cằn. Một người mà đối xử tệ bạc với người nhà nhưng lại nhã nhặn trước người ngoài thì cần phải đặt dấu hỏi lớn về nhân phẩm của họ. Trong thực tế cuộc sống, có những kiểu người ra ngoài xã hội thì hòa hợp, không làm mất lòng ai, nhưng khi về đến nhà thì lại cáu kỉnh, coi thường. Người nhà ra đường thì tỏ ra là biết cách đối nhân xử thế lắm, nhưng vừa nói chuyện với người thân đã lộ ngay bản chất. Cho nên, những người bất hiếu với cha mẹ, không mảy may quan tâm hay đối xử tệ bạc với gia đình, thì tuyệt đối bạn không nên kết giao. Thử nghĩ mà xem, cha mẹ là người đã hy sinh, chăm lo cho họ mấy chục năm trời mà họ còn không yêu thương, đối xử tốt, thì dựa vào đâu họ sẽ đối xử tử tế với bạn bè. Người không thể giữ trọn đạo hiếu với cha mẹ thì mọi việc làm tốt khác cũng chỉ là giả dối, vô nghĩa mà thôi. Rồi đến những lúc quan trọng, kiểu người vô tình vô nghĩa này sẽ chỉ vì bản thân mà bán đứng bạn bè mà thôi. Dưới thời Xuân Thu, Quản Trọng đã giúp Tề Hoàn Công rất nhiều trong việc xây dựng bá nghiệp. Lúc Lâm trọng bệnh, ông nói với Tề Hoàn Công rằng, Dịch Nha, Thụ Điều và Khai Phương là ba người không thể tin cậy. Tề Hoàn Công không hiểu ý của Quản Trọng nên hỏi lại rằng, Dịch Nha thậm chí còn giết con dâng cho ta ăn. Thụ Điều không tiếc thân mình tự thiến để vào cung hầu hạ ta. Khai Phương xưng thần dưới tai ta, bố mẹ chết cũng không về chịu tang. Họ yêu quý ta hơn yêu quý người nhà, tại sao lại không thể tin họ? Quản Trọng trả lời, con người sống trên đời, tình thân là lớn lao nhất. Một người đến người đẻ ra mình còn không thương yêu, Chúa Công còn hy vọng ông ta có thể yêu thương ai được nữa. Nhưng Tề Hoàn Công không nghe lời khuyên của Quản Trọng, vẫn trọng dụng ba người này. Kết quả là họ mưu phản, bắt tay đẩy Tề Hoàn Công vào cảnh chết đói trong cung. 2. Người đạo đức giả. Người đạo đức giả so với tiểu nhân còn đáng sợ hơn, bởi người đạo đức giả thường ra vẻ tốt đẹp nhưng lại ngấm ngầm mưu đồ phía sau khiến chúng ta không thể đề phòng. Kiểu người đạo đức giả luôn tạo cho mình một vẻ ngoài tử tế, tốt bụng nhưng thực chất bên trong lại đang che giấu mưu tính, lợi ích cá nhân. Họ thường chỉ nghĩ cho bản thân mình chứ chẳng nghĩ cho người khác đâu. Hơn nữa, kiểu người này rất coi trọng danh lợi, thể diện bên ngoài, nên những việc tốt họ làm cho người khác thực chất là để lấy thanh danh hoặc là kiếm lợi cho mình mà thôi. Người có đạo đức giả thường diễn xuất cho người khác thấy họ có đạo đức, có tấm lòng cao thượng để mong nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người. Vì thế, trong bất kỳ sự giúp đỡ nào cần ra mặt, họ đều phô trương thể hiện cho cả thế giới biết về hành động tốt đẹp của họ. Những người như thế, bạn nên tránh xa. Những người bên ngoài tử tế, bên trong xấu xa là những kẻ che đậy rất tốt,
bởi người này sẽ có hẳn một sách lược để gây dựng hình tượng cho bản thân. Bên ngoài có vẻ nhân nghĩa cao thượng, nhưng bên trong lại vô cùng nham hiểm, chứa đầy lòng tham, sự đố kỵ, ganh ghét. Người xưa có câu, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm, chính là để chỉ những người này, kiểu người trước mặt và sau lưng là hai người khác nhau, như vậy tuyệt đối không nên kết giao, chứ chưa nói đến tin cậy. 3. Người tham lam vơ vét lợi ích về mình. Khổng Tử nói, quân tử trọng danh, tiểu nhân hám lợi. Người mà trong lòng chỉ có lợi ích, được mất của bản thân sẽ không coi trọng tình yêu, tình thân và tình bạn. Người như vậy đối với họ mà nói, trên đời này không có thứ gì là không thể quy đổi thành tiền, thành lợi ích được. Người tham lam vơ vét lợi ích về mình sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vì lợi ích thiết thân, vì món hời cho riêng mình mà có thể làm bất cứ điều gì, thậm chí là làm tổn thương đến người khác, miễn sao họ đạt được mục đích của mình. Vì quyền lợi của bản thân, họ sẽ bỏ qua lợi ích của người khác. Thậm chí trong các mối quan hệ, họ luôn so đo, tính toán, kiếm lợi cho bản thân. Cảm thấy có thể lợi dụng được người khác, họ sẽ tìm cách tiếp cận, đạt xong mục đích, hoặc khi cảm thấy người khác không còn gì để họ có thể lợi dụng, thì liền quay đầu bỏ đi. Những người như vậy sẽ rất thực dụng trong việc kết bạn. Những người họ kết bạn đều là chủ ý và mang tới một lợi ích nào đó. Vậy nên, chúng ta tốt nhất là đừng nên kết giao với loại người này, vì với họ, bạn chỉ là phương tiện để họ đạt được mục đích mà thôi. 4. Người không giữ lời. Con người, một khi mất đi chữ tín, mất đi niềm tin của người khác, thì cũng coi như là mất tất cả. Một người mà nói lời không có chữ tín, họ nay có thể nói thế này, mai nói thế khác. Họ có thể nhận lời với chúng ta làm một việc gì đó, giữa đường có thể bỏ đi, không làm. Kết giao với loại người này khi chúng ta có gặp bất cứ việc gì cũng chẳng thể trông cậy được. Khi đó chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Khi kết giao với một người mà không thể có được cảm giác tin cậy, vậy thì mối quan hệ đó chỉ khiến cho chúng ta thêm phần áp lực, mất đi cảm giác an toàn. Cổ nhân xưa nay vẫn dạy chữ tín là gốc để làm người. Một người mà có chữ tín thì dù đi đâu, làm gì cũng luôn biết nghĩ trước, nghĩ sau cho người khác, có lợi cho bạn bè và cho mọi người xung quanh. Kết giao bạn bè mà ngay cả cái chân thành tối thiểu cũng không có, vậy sao có thể thành bạn tâm giao được? Vậy nên, chữ tín chính là tiền đề để có một tình bạn lâu bền. Người không có chữ tín, tốt nhất chúng ta nên tránh xa. 5. Người hay oán trách. Có câu, đời người 10 phần, có 7-8 phần không như ý. Tuy nhiên, có người gặp khó khăn thì vui vẻ đối mặt, tìm hướng giải quyết. Nhưng cũng có người thì lại luôn oán trách trời đất mà lại chẳng hỏi tự thân, cớ sao đến tội. Oán trách nó cũng như là một thứ bệnh truyền nhiễm mà ở đó những người xung quanh lâu ngày đều nhiễm phải. Trong cuộc sống, xung quanh chúng ta luôn có những người luôn kêu ca, phàn nàn, oán trách hay lo lắng khi gặp phải những điều không suôn sẻ, công việc không như ý. Thực ra, chưa chắc cuộc đời toàn bạc đãi họ, chỉ là họ cứ than phiền theo thói quen mà thôi. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu thường xuyên có cảm giác không hài lòng với bản thân, không biết đủ sẽ sinh ra năng lượng tiêu cực. Điều này cũng tác động đến những người xung quanh. Họ giống như là quả bom hẹn giờ sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào và hiếm khi thừa nhận mình sai. Đó không chỉ là dấu hiệu của một người không kiểm soát được cảm xúc mà còn là dấu hiệu báo trước một tình bạn không tốt đẹp. Khi một người mà trong lòng luôn nghĩ đến người khác thì người khác mới nghĩ đến mình, muốn xem mình như bạn bè. Trong khi đó, người hay oán trách thì ngược lại. Điều họ nghĩ lại là bản thân mình, nghĩ về những thiệt thòi, những mong muốn của bản thân chưa được thực hiện. Đây cũng chính là người sống cá nhân, ích kỷ, không biết quan tâm tới cảm xúc của người khác. Đối với những người như vậy, tránh càng xa họ càng tốt. Nếu không, một ngày không xa, rất có thể chúng ta cũng bị họ tiêm nhiễm.
quý vị thân mến, bạn là người nâng ta lên thì cũng có thể là người dìm ta xuống. Chẳng phải tự dưng mà người xưa đã có câu, chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học. Người ta nói, kết giao với 5 người bạn ham học hỏi, sâu sắc, biết giúp đỡ, chia sẻ, bạn sẽ trở thành người thứ 6. Nhưng nếu thân thiết với 5 người bạn, suốt ngày nhậu nhẹt, rượu chè, cuối cùng sẽ có 6 tên bợm nhậu. Có thể thấy rằng, đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng rất lớn bởi môi trường xung quanh, nhất là những người ta thường tiếp xúc. Kết giao đúng người có thể xem như là một thành công trong cuộc đời của bạn. Cho nên, trước khi bắt đầu một mối quan hệ, hãy xem xét thật kỹ những người bạn định kết giao.